Ghi nhận khoảng 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6, tại chốt kiểm soát Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, lực lượng chức năng phải kiểm tra giấy tờ của tất cả người dân ra vào. Người dân cần mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ khẩu, các giấy tờ liên quan đến đơn vị công tác để lực lượng kiểm soát ở các chốt kiểm tra. Do lượng xe cộ qua lại nhiều dẫn đến ùn ứ khu vực từ sáng, nhiều người dân luồn lách vào các con hẻm để lưu thông mà chưa qua kiểm tra. Tôi mới tới đấy thì thấy mọi người đang đứng ở đấy rất đông, thì tôi quay ra vậy thôi. Cũng đang ngồi đây để chờ coi là các anh công an nó cho vào hay không. Với những trường hợp không cần thiết, người dân được yêu cầu không qua lại những chốt chặn này. Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa nắm rõ thông tin quy định của quận Gò Vấp, dẫn đến không cung cấp đủ giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận làm việc của công ty nên phải quay trở về. Không có đủ giấy tờ nhưng mà mấy anh không đọc rõ, chưa đọc rõ hay sao, không cho vô. Tại hôm qua công ty có nói là có giấy công ty sẽ được vô làm. Thì muốn lên Bình Thạnh bán hàng thôi, mà bây giờ là còn đòi giấy phép kinh doanh đồ, thì buôn bán tự do thì làm gì có giấy phép kinh doanh được. Mà có giấy tờ nó không cho ra nữa. Thì tôi cũng chưa có vào. Thì bây giờ tôi làm bên đó, thì bây giờ tôi muốn vào thì tôi vào bằng cách nào? Ngoài cung cấp giấy tờ, người dân phải thực hiện khai báo y tế trước khi đi ra, vào và đi ngang khu vực Gò Vấp.